Xin chào quý chị khách hàng nhé. Hôm nay em quay trở lại cái dự án La Villa Grand City. Thì em sẽ quay bên này, bên phải quý chị khách hàng mình sẽ nhìn thấy là cái lốc A1, B1. Bên này là cái lốc A4 này quý chị khách hàng nhé. Hiện tại bên này, bên em đang mở bán cái lốc A4. Đó, A4 và B1 nó sẽ có một cái phần khung, hai cái công viên nha quý chị khách hàng nhé. Một cái công viên ở giữa đường. Cái công viên ở giữa đường thì hiện tại là em cũng xin báo cáo với quý anh chị khách hàng là lốc A4 á, cái mặt view công viên á, là cái hướng tây tây bắc rất là mát, và nó sẽ còn đâu đó một vài căn thôi quý anh chị khách hàng nhé. Giống như căn A453 view rất đẹp, cực kỳ đẹp, và đặc biệt thì giá A453 nó có 3 tỷ 836 thôi chào quý anh chị khách hàng nhé, chưa tính phần chiết khấu. Đó, thì hôm nay em sẽ quay cái lốc B1 và cái lốc A4 cho quý vị khách hàng mình coi luôn. Về khu vực này thì nó là cái view công viên và hiện tại giá đang rẻ nhất. Xíu nữa thì em sẽ quay tất cả những cái lốc block khác nữa cho quý vị khách hàng, nếu mà có dịp cơ hội mà mình muốn đầu tư hay là mình muốn mua ăn cửa ở đây thì có thể điện trực tiếp trên em. Số điện thoại em sẽ để trên màn hình để cho quý vị khách hàng mình tham quan và tham khảo nhé. Đó. Ở đây thì chủ đầu tư nó đã làm ra sổ từng căn hết rồi. 22 hết này đã xây là 806 căn nhà và nền biệt thự á, thì đã ra sổ tách ra sổ con từng nền rồi nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì hiện tại bên em chỉ chờ bên chỗ sở xây dựng hoàn công thì bên em sẽ cập nhật cái ngôi nhà trên cái sổ đó cho mình. Đó. Đó, đây là căn A453 mà em có nói đây quý anh chị khách hàng nhé. Quý anh chị khách hàng nhìn thẳng vào đây là A453. Đấy, A453. Căn này rất là đẹp và nó không dính cống. Nó không dính cống nha quý anh chị khách hàng nhé. Ở nhà này thì nó là diện tích 5x20. Xây dựng 1 trệt 2 lầu như quý anh chị khách hàng thấy. Trừ trước 6 trừ sau 2. Xây dựng còn 5x12 nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì đứng ở căn nhà A453 đây. Nhìn ra này, bên tay phải mình là một cái công viên nhỏ này. Bên tay trái mình có một công viên nhỏ nữa này. Đấy. Ở đây thì cực kỳ mát nha quý chị khách hàng nhá. Sáng mát sáng, chiều mát chiều. Ở chiều nó có gió nam, sáng có gió bắc. Đó. Tại vì hướng này là hướng tây bắc mà, rất là mát. Cho nên quý chị khách hàng nào mình mua thì mình có thể liên hệ sớm giúp em. Ở cái dãy A4 này thì nó chỉ còn có 3-4 căn thôi. Và cái căn A453 là cái căn rẻ nhất. 3 tỷ 836 nha quý chị khách hàng nhá. Căn này rất là đẹp. Thì ở cái dãy A4 này và cái lốc B1 này thì bên em dành những cái sản phẩm, tức là những cái căn nhà đẹp nhất, những cái căn nhà vị trí ưu đãi nhất cho quý vị khách hàng đầu tư đợt này. Bởi vì tới đây qua Tết ta này thì bên em sẽ tăng từ 5-7% trên một căn nhà, và giá những cái lốc khác thì nó sẽ có thể là xấu hơn nhưng mà nó sẽ tăng giá cao hơn những cái lốc mà đẹp như thế này. Tại vì đâu đó thì bên em cái lốc nào bán trước thì bên em sẽ để giá thấp hơn những cái lốc sau này. Thì quý anh chị nào mua ở cái lốc này á thì nó có lợi cho mình rất là nhiều, và hiện tại từ bây giờ đến Tết này, Tết ta này của mình á, Tết cổ truyền thì bên em sẽ tặng cho quý anh chị khách hàng một chỉ vàng hình con trâu và hình năm mới 2021 này, để cho quý anh chị khách hàng lấy may mắn nhé. Và ở đây em cũng xin là nói thẳng luôn là chiết khấu đến 12%. Đó, quý chị khách hàng nào ở Tân An thì mình được chiết khấu 1% này. Rồi quý chị khách hàng nào mà mình đã mua một bất cứ một sản phẩm nào của Trần Anh á, thì mình được chiết khấu thêm 1% nữa. Đấy. Chiết khấu thêm 1% nữa. Nếu mà thanh toán 95% là bên em chiết khấu 10%. Tính tổng là mình sẽ có 12% và được trả góp trong vòng 5 năm nha quý anh chị khách hàng nhé. Trả góp trong vòng 5 năm. Cho nên quý anh chị khách hàng nào yên tâm. Mình yên tâm đầu tư cũng như là an cư, cũng có thể trả góp nhà rất là dài hạn. Đấy, đây là tổng thể là lốc A4 và B1. Cuối đường của nó đây nha quý anh chị khách hàng nhé. Đấy, em sẽ đi lên khúc giữa một xíu để em quay cái công viên này. Đấy. Cái công viên này thì rất là đẹp. Và thực sự ở chỗ này thì quý anh chị khách hàng thấy nhiều khi em nói cái tiếng gió là nó không rõ luôn. Bởi vì gió chỗ này rất là mát. Hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc sáng gió Tây. Sáng gió Bắc. Chiều gió Nam rất là mát. Đấy. Chiều gió Nam rất là mát. Cho nên là quý anh chị khách hàng đầu tư thì mình liên hệ sớm cho em nhé. Số điện thoại em để trên màn hình. Và trực
tiếp là em bán cho chủ đầu tư luôn, cho nên quý anh chị khách hàng nào yên tâm về giấy tờ sổ sách, hoặc là quý anh chị khách hàng nào mình đã tham quan mà mình còn băn khoăn vấn đề gì đó ở cái khu vực này, ở dự án này, thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình hoặc để phần nội dung bài viết để quý anh chị khách hàng mình liên hệ lại. Em sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết nhất để cho quý anh chị khách hàng mình yên tâm khi đầu tư ở dự án này, dự án La Villa Grand City này. Và xin kính chào quý anh chị khách hàng và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo và dự án tiếp theo.